vẫn đi làm cho nên là dạ muốn tới giờ nào về cũng được đó. Dạ chờ mẹ về luôn thì thằng má chờ ba về luôn cũng được. Bỏ thì lên thêm nữa chạy thêm nữa. Có mất kiến hả? Đem lên làm gì ta? Để băng đó. Camera hành trình hả? Dạ. Nó biết bà nhái bà có chịu uống không? Nó kêu nó đem lên nữa. Nó kêu ta đem lên đó. Lắp bằng á hả? Dạ. Lắp bằng. Thì nó lên trên nó cho ta đem được đó. Có cái tủ lạnh sao luôn kìa. Tủ lạnh nó đi xấu nữa. Mua được cái gì ở đâu đó. Phải đâu, xấu cửa quá. Tủ lạnh đừng we'll be right back.
chứ cái chai chúng này mặt cũng tệ. Thứ bệnh viện có bán không? Mấy cái ba. Ủa ở đây có bán khẩu trang y tế không chị? Chai bự đi. Uống chai bự đi, lấy chai bự cho gạo đi. Sao mua chai beta đó? Mà nhá trên mình hả mẹ? Mẹ nhá ở trên mình hả? Rồi xong rồi đó đi. Hộp sữa ở đây 6,5 ở đây 8 hả? Hộp sữa Vinamilk ở ngoài 8,5 chứ 4 hả? Có bịch này đại quý gì bằng đại vậy? Đại đi với rẻ nhất đó. Mai về thi lấy mai. Ba bảy ngàn. Mình sẽ những cái miệng size bự.
Trời ơi, rửa măng đó. Trời ơi, chạy đi. Trong đó cũng có nhìn mẹ không? Bóc đi đưa mà không bóc. Con một người hả? Con một người hả? Sao bự người vậy? Chạy đi tôi đi. Trời ơi, chạy đi tư à? Rửa tay rửa đồ đi. Cô Trang cũng ngợp thở trời. Cô Trang sao thở. Năm cái 37.000 mà tiền nào cũng đó rồi. Trang mặc ướt lâu. Thôi tỉ số ổn đấy. Thôi vô đây bà rửa cho không á. Vậy mà ốm mà. Đái dễ sợ. Cho em cốm kia. Vậy mà là dương không? Em cốm nè. Bà gạo bị hắt xì đó nghe. Tội em đi. Tội đây khẩu trang đi. Đặt gà cá xe vô nè. Đây khẩu trang cái đó đây cái này. Đặt cái đó. Trên mạng. Đây khẩu trang này đây cho em đang gạo nè. Tôi còn ăn uống đi. Từ từ đã. Để em gạo. Gạo tới em không? Đòi hàng chí chứ mình không tự em chứ tôi chứ. Đi đâu mua thôi. Đi lập mấy chiếc bộ chứ đường. Ủa không có sinh giấy rồi ba. Ra lên, lắp tóc ra chưa? Con dậy, 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 con hai người Vì tôi thương đó luôn. Vì tôi thương đấy coi. Vì tôi muốn làm mối gì ta? Thương bà ngoại cái coi ngồi với bà ngoại. Ủa con đi làm mối chí nè. Mối chí mà thầy mối không. Không mối được ơi. Thì có tự con cào nên có đúng hình. Đưa con ngoài thì có. Ừ con cáo ngọt. Ừ con cáo vậy. Cao hả? Ừ. Con của luôn. Ủa cái mày quấy. Á chị mày. Nè có cổ ốc này. Á chiều mày á. Ừ em. Chúng ta 3.7 à? 3.2. Đôi lúc tức nội chuyện ra qua thì nhảy được nè. Ủa sao nhỏ đẹp đó, nhìn xứng 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 á ha. Ừ. Mà trong hình đẹp rồi mà. Con giấy không có ngồi đây nè con nè. Cố dịch gương hả trời ơi, em cố được gái không? Quả ơi. Mình á. Chấn đụng bố này bữa nay còn ngủ được đâu với Hằng đâu. Ủa sao vậy? Quay hả? Thì nó thức cất đi cất theo chưa quen á chưa bị cất để dựng thì mày cái đó nước mẹ đâu mẹ ông bà con âm bồ tát thì tặng rửa chị biết nhân mặt xứng mà nóng luôn con âm bồ tát đó rồi hướng kia thằng thợ có là thằng thợ thằng đi xé bằng đó nhỏ là ấy luôn đó rồi họ kêu đứng á bởi vì anh ba đi gái mà anh đi gái anh ba như lâu cả rồi đi chạy ghé. Con này đặt tên Thu Phương. Hả? Thu Phương là đúng rồi đó. Được. Thu vừa Phương bắt Thu chị Phương chết. Vũ là gì? Vũ là mưa. Thu là mùa thu, rồi mưa mùa thu. Nhưng mà biết tặng tí sao không cậu đâu mà đâu gì. Nhưng mà bên của mình là cả Thu, cả Phương, cả Ngọc, cả đồ là từ lớn hỏi con gái tên gì á tên cao chứ.
có giấy khai sinh của mẹ đâu. Vũ Đan. Bằng lòng con mẹ đâu cả Vũ Đan. Đọc một mái, bây giờ mái. Trời ơi. Sao tới đi học á? Đứa tên Giang đứa. Tôi mất cười vậy, tôi bị lý tỉnh mất cười. Đứa tên Giang. Anh nghĩ cho nó hết rồi hả? Để cho nó hết đi. Qua muốn ra. Bộ ý. Đứa sáng dơ đó. Anh thích nửa đó không? Thích sự hợp. Ai nói gì là nó bực ra hả? Nghe chưa? Hại rồi gạo ghế chứ. Đây đang tới chị ngại luôn. Không. Tay bỏ bự dài đi. Ông sư dài nó mọ. Mọi cái mộng chứ nó ông bút gì chơi. Đấy nó đưa ngạc ngán vậy nè. Bố đi rồi rồi mẹ cho. Đấy cũng sụp ấp rồi. Bằng chân bằng tay nó bỏ. Mà sao thì bị là cái ngọn hoặc là cái ngọn. Cái mộng. Ta trùng hè thì lấy hai cái bịch gì của mẹ của con đó. Ờ. Ông kêu là ông kêu là buổi sao đem lên làm gì? Đi ra thì thấy mình ôi hai giọt đi ra ngoài rồi. Không. Nếu mà em muốn làm mẹ. Mấy người dưới bệnh viện kia mẹ đó. Còn muốn ta. Rồi đi vô đây nè. Đi xuống bà phu lấy đi. Lắc lấy gà lấy luôn hả? Đi rồi. À, mà Giang mới hồi nãy, mới buổi sáng đi mẹ đem về. Chị đem về rồi đem lên. Trái rồi tôi về nhà thì chị má lên đây thôi. Má cũng có rồi nhiều rồi một sáng mua được. Vừa đó để cho cụ đưa cậu tuổi. Má lên là má lên. Má gì má má lên. Từ lúc nào má lên nó mới mua đó. Chưa mua rồi lại má bột má bé cái cổ. Ăn cà ba gờ cho mẹ vậy. Nhái quá. Ở đây có cái thai mà, cái thai tự nhiên mà. Tự nhiên đó. Phòng này có máy TV cho đỡ khỏi cái thai à. Thai à. Tôi ngồi chị Tư ra hả? Mày cuốn bằng là có một đứa nhân trong ấy hả? Chị ta vừa giọng hàm ý đâu, bà vừa chạy không được lắm. Thôi, thương con thì tôi lấy con chung một cái mà một cái. Ở dưới cái khuôn thụ dầu một nó có gà. Chị nhái. Có một đứa chưa chứa. Chị nhái. Không, gà đẻ nó lắm thẻ. Ừ, đúng. Chị nhái, ở dưới thụ dầu một nó có gà đằng sau không? Cái gối đó.